Thực ra đây có lẽ là một cái trong một những cái chương trình lớn nhất mà tôi nghĩ là bên nhà đầu tư công ty Việt An đã cố gắng hoàn thiện theo cái yêu cầu của nhà nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Đối với những cái tác phẩm mà đã để lại dấu ấn trong công chúng của chú Thọ ấy, thì đều là những cái tác phẩm mà được chơi bằng dàn nhạc giao hưởng. Tôi nghĩ rằng với cái sự đầu tư như này thì chúng ta sẽ có một cái đêm nhạc rất là tốt về chất lượng âm thanh, cũng như là nó cũng là một cái phần để tôn vinh được cái những cái giọng ca của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Cũng không có nhiều quá nhiều khó khăn, bởi vì những cái bản nhạc mà biểu diễn trong chương trình này đều được chắt lọc, đều là những cái bản nhạc mang cái tính lịch sử rất là cao, vừa là dấu ấn đối với từng nghệ sĩ. Thật ra khi mà chơi những cái bản phối này, bọn tôi cảm thấy rất là thoải mái. Và tôi luôn chúc chú có một cái đêm nhạc thành công, một cái dấu ấn đẹp trong lòng công chúng khi đã ở tuổi 70. Bác biết được hơn một tháng qua quảng cáo trên mạng và trên vô tuyến truyền hình. Bác đúng mực mà nói thì bác rất thích Quang Thọ và được biết các anh chị này, các ca sĩ này là học trò cưng của Quang Thọ thì bác lại càng thích hơn. Đó, bác chúc nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ có sức khỏe thật tốt và cống hiến thật nhiều, nhiều hơn nữa để cho những người hâm mộ. Thực sự là chương trình này mình đã chờ đợi từ khi mà mình biết là đã có chương trình này. Mình đã đặt vé từ cách đây khoảng 1 tháng rưỡi rồi và rất là mong chờ từ ngày hôm nay để được trực tiếp nghe thầy Quang Thọ hát ở trên sân khấu cùng với những học trò ưu tú của mình, và mình luôn luôn ngưỡng mộ và dành cái tình cảm rất là chân thành và sâu sắc đến với nghệ sĩ. Nghệ sĩ luôn luôn là một cái tấm gương, là một người thầy để cho thế hệ mai sau được học hỏi và kế tiếp cái truyền thống này. Tôi vô cùng cảm ơn sự yêu mến, sự yêu quý giọng hát của tôi đến từ tất cả các quý vị, các anh chị ở đây đã đồng hành cùng với những năm tháng ca hát của tôi cho đến tận bây giờ, điều mà tôi vô cùng cảm động và yêu quý. Vâng, và cũng thay mặt cho toàn bộ ekip chương trình thực diện đêm nhạc hôm nay, chúng tôi vô cùng cảm ơn Tổng Công ty Việt Át do bà Đoàn Thị Phương, cũng là một người con của đất mỏ đồng hương với tôi, đã tổ chức trọn vẹn chương trình này. Xin cảm ơn. Thank you.
Tuấn cũng như các nghệ sĩ rất là vui được tham gia trong cái chương trình live show kỷ niệm 50 năm ca hát của thầy Quang Thọ vào đúng tháng 11 và cũng sắp kỷ niệm 20 tháng 11. Rất là ý nghĩa cho một người thầy. Rất là nhiều những cái lứa học trò của thầy đã đi qua. Thực ra như Trọng Tấn thì Tấn không có chưa được học trực tiếp với thầy, thế nhưng mà cái sự ảnh hưởng cũng như là học hỏi từ thầy rất là nhiều. Một cái người nghệ sĩ nhân hậu, sống rất là chan hòa với tất cả mọi người và đặc biệt là với học sinh, học trò thì rất là yêu thương cũng như là sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của mình. Đương nhiên với thầy cho đến bây giờ thì vẫn có thể nói rằng là một giọng hát không tuổi rồi, 70-71, thế nhưng mà thầy vẫn có thể nói rằng là hát với cả một cái sự hào sảng, sức mạnh vẫn là vô song và những cái lứa học trò đi sau vẫn có thể nói là theo dài chưa kịp. Cho nên là cũng chỉ chúc là thầy sẽ nhiều sức khỏe để cống hiến được nhiều hơn nữa cho nền âm nhạc và cũng để chia sẻ được, cống hiến được nhiều hơn cho các lớp học trò đi sau. Đây là một chương trình rất là đặc biệt, chương trình kỷ niệm 50 năm ca hát của thầy giáo nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Đăng Dương cũng rất là may mắn khi là một trong những học trò được tham gia trong cái chương trình rất là đặc biệt này của thầy. Trong giới thanh nhạc của Việt Nam chắc là cũng khó có thể tìm thấy được một trong những cái dòng hát như vậy nữa, vì thầy có một cái sức làm việc quá bền bỉ. Thì chúng ta biết thì thầy năm nay đã 70 tuổi. Hiện tại thì chắc là sẽ có nhiều dịp thầy trò sẽ thường xuyên hát trong những dịp mà những dịp đại lễ của đất nước. Và thầy hy vọng là trong những thời gian tới thì Đăng Dương sẽ được kết hợp cùng với thầy nữa. Cũng nhân chương trình kỷ niệm 50 năm ca hát của thầy thì Đăng Dương xin chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và đem tiếng hát của mình đến với quý khán giả trong nhiều năm tới nữa. Xin chào tất cả các quý thính giả đang theo dõi trên màn hình. Ngày hôm nay là một ngày hết sức quan trọng đối với cuộc đời ca hát của tôi. Đó là kỷ niệm 50 năm cuộc đời ca hát của mình. Thì sự kiện này thì tôi cũng đã ấp ủ từ nhiều năm rồi. Và đúng thời điểm, đúng cái ngày mà tôi chính thức bắt đầu ca hát và tính đến ngày hôm nay là tròn 50 năm, bắt đầu từ năm 1968 cho đến năm nay. Thì với sự giúp đỡ trước tiên là của một công ty, đó là công ty Việt Art, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự kiện này. Nói về dòng nhạc chính thống thì nó đã được tồn tại rất lâu rồi, nó đã theo cả một cái chặng đường lịch sử của đất nước. Nó phản ánh được tất cả những cái gì mà đất nước chúng ta đã trải qua trong nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước và cuối cùng là thống nhất đất nước. Trước tiên là tôi vô cùng cảm ơn rất nhiều những khán giả, những thế hệ khán giả, có những thế hệ thì đã theo tôi, đã cùng đồng hành với tôi trong suốt cả 50 năm ca hát, cho đến bây giờ vẫn còn thích tôi, vẫn còn muốn nghe tôi hát. Và một thế hệ khán giả trẻ nhất bây giờ, đó là những em học sinh, sinh viên, là cũng yêu mến giọng hát chính thống thông qua giọng hát của tôi. Và điều đó là điều mà chúng ta thấy rằng nó rất là tốt đẹp, bởi vì tất cả các thế hệ, các em trong cái thế hệ trẻ bây giờ đều nhớ, đều biết đến và đều được thưởng thức những bài hát, những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Đó là một cái di sản vô cùng quý giá trong nền âm nhạc nói chung và trong ca hát nói riêng. Thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc tuyệt vời ngày hôm nay đã được vang lên, đánh dấu hành trình 50 năm ca hát đầy ý nghĩa và thật đẹp của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ cùng với những người học trò của mình. Và chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn các thế hệ khán giả, hàng trăm hàng ngàn khán giả ngày hôm nay đã cùng đến với nền nhạc này với những tình cảm dành
cảm ơn tất cả.